Chào anh chị và các bạn. Có lẽ video này sẽ là một trong những video khá là đời thường, dân dã và sẽ là những cái trải nghiệm, những cái chia sẻ trong như một buổi nói chuyện cà phê trao đổi với bạn Hiếu. Thắng đang ngồi giữa một cái sân của một ngôi nhà cổ mà đã giới thiệu với anh chị và các bạn nhiều lần rồi. Thì buổi chia sẻ hôm nay thì Thắng sẽ trao đổi và chia sẻ với anh chị và các bạn về những cái trải nghiệm của chính bản thân mình trong cái việc đó là dành một khoảng thời gian đủ dài, hơn một tháng rồi, Thắng ở quê, đã làm được những điều gì. Thưa anh chị và các bạn, là nếu nói về việc bước ra cuộc sống, nếu nói về việc là lăn lộn với cuộc sống, thì Thắng cũng có thể tự hào chia sẻ, nói thiệt với anh chị và các bạn là khá nhiều. Kể từ những năm mà Thắng học cấp 2, tức là bắt đầu là bước sang cấp 2, thì Thắng đã bắt đầu đi học trọ và ở trọ. Thắng học cách nhà hiện nay, vị trí này, là khoảng 15 cây số, và Thắng học ở một cái trường chuyên cấp 2 của huyện. Tức là lúc đó, đâu đó khoảng tầm 12 tuổi thì bắt đầu đi học trọ rồi. Tại cái thời điểm mà đi học trọ như vậy, thì thực tế mà nói thì nó khá là nhiều những cái mới. Lần đầu tiên là mình bước ra xa với gia đình và rời xa cái vòng tay của cha mẹ mình. Điểm đầu tiên Thắng nhớ nhất đó là câu chuyện nhớ nhà khi mà đi học trọ như vậy. Thì cứ mỗi lần bố Thắng đi làm, bố Thắng bên lực lượng vũ trang có đơn vị đóng tại gần cái trường chuyên mà Thắng học. Do đó thì cứ mỗi lần bố đi làm vào cuối tuần thì có họp giao ban và rất là mong ngóng bố xuống sớm. Có thể là chưa về ngay, nhưng mà không biết vì một cái cảm giác gì đó thì cứ cảm thấy rằng là khi bố mình xuống để mà làm việc, nó có sự gần và mình cảm thấy bớt nhớ nhà đi. Hoặc là cũng có thể do là háo hức trong cái câu chuyện là chiều hôm đó thì sẽ được bố lai về. Thực ra thì chỉ về nhà nghỉ thứ bảy và chủ nhật, nghỉ 2 ngày. Và thứ hai, sáng thứ hai thì hoặc là sẽ tự đi, hoặc là bố sẽ lai đi, đèo xuống nơi để đi học. Thì Thắng cũng đã rất rất nhiều lần đi học bằng xe đạp, xe khung ấy nhỉ bạn, xe thống nhất, xe khung ấy. Có một cái kỷ niệm mà Thắng kể với anh chị và các bạn đó là khi Thắng xuống tới trường thì mới chỉ 4 giờ sáng. Lý do tại sao lại như vậy? Là bởi vì khi mà bắt đầu mà có tiếng gà gáy, giống như anh chị và các bạn nãy giờ nghe có tiếng gà gáy và trăng nó sáng, thì nhà Thắng lúc đấy thì có lẽ là còn khá nghèo nên là không có đồng hồ. Dẫn đến câu chuyện là tưởng là trời sáng rồi và Thắng vác xe ra đi. Đi theo những con đường hàng ngày, hàng tuần mình vẫn đi thôi. Và thấy trời sáng thì cứ tưởng là trời đã rạng sáng rồi. Đi để đến trường cho kịp giờ, 7 rưỡi là đã 7 giờ 15, 7 giờ kém, thực ra là 7 giờ kém là bắt đầu là trường đã mở cửa rồi. Thì mình cứ đi thôi, qua những cánh đồng, qua những bãi tha ma. Có thể lúc đấy mình, nếu mà mình biết lúc đấy là 2-3 giờ sáng thì có lẽ là khoảng 3 giờ sáng thì có lẽ là mình sợ lắm. Nhưng mà thực tế là mình không biết, và khi mà mình không biết thì mình cứ làm, cứ đi. Và đi tới trường thì lúc đấy ông bảo vệ của trường thì gõ cửa, thì ông bảo vệ hô là mới 4 giờ thôi, 4 giờ hơn thôi. Thì cho vào trong cái phòng trực, ngồi ở trong đó để chờ trời sáng. Đó là những kỷ niệm mà khi học trọ. Lớn lên nữa thì vì điều kiện gia đình tốt hơn một chút thì bố Thắng chuyển nhà, bán nhà ở trên này, bán một cái nhà ở gần chợ. Đây là nhà trong làng, còn một cái nhà ở gần chợ, bán nhà ở gần chợ thì chuyển về phố. Khi chuyển về phố như vậy á thì được gần gia đình hơn. Động lực mà để cha mẹ Thắng chuyển nhà đi á, chủ yếu là đến từ câu chuyện đó là con học xa và nhớ con. Bản thân thì con cũng khá là nhớ 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 bố mẹ. Nhưng bắt đầu sang cấp 3 thì Thắng ít nhớ hơn, nhưng mà Thắng có một người em trai thì cũng cái giống như Thắng thôi. Tức là đến tuổi thì sẽ đi học và cũng vào cái trường chuyên đấy học. Do đó thì cả hai anh em cùng học trọ, và câu chuyện mà mẹ Thắng kể và rất là nhớ đó là một lần thì ở cái phòng trọ của mình, ở cái gần cái chỗ mà học trọ ấy, thì Thắng có lẽ là bị thấp huyết áp thì phải. Nên là trong một buổi là mùa đông thì đang ngủ dậy đi vệ sinh, và sau khi đi vệ sinh thì bị tụt huyết áp và bị ngã.
Thì từ đó thì mẹ Thắng cảm thấy lo lắng, và động lực chính của câu chuyện đó là chuyển nhà đi là bởi vì là bán và mua nợ, và mẹ Thắng thì làm kinh doanh buôn bán quần áo và các cái hàng nhu yếu phẩm thông thường ở các cái chợ phiên thôi. Nhưng mà khi chuyển xuống đấy thì mẹ cũng không nghĩ rằng là sẽ tiếp tục bán cái đó ở chợ huyện, mà chỉ nghĩ rằng là sẽ đồ một một giỏ xôi, sau đó thì xuống đấy xuống chợ để bán hết cái giỏ xôi đó thì ngày cũng kiếm được 20-30 nghìn, thì có thể hoàn toàn là có thể cùng với lương của bố Thắng làm lực lượng vũ trang thì đủ để sống và nuôi hai con ăn học. Thế thôi, câu chuyện làm kinh tế của gia đình Thắng thực sự là nó rất đơn giản. Và cái cách của Thắng tự lập nó cũng bắt đầu từ cái câu chuyện đó là đi học trọ. Khi bắt đầu bước sang cấp 3 thì cái câu chuyện nhớ nhà nó sẽ giảm bớt đi, bởi vì nó cũng là quá quen. Và dần già thì từ 12 tuổi đã bắt đầu đi học trọ rồi, nên câu chuyện là phiêu bạt ở nhiều nơi, để được dùng từ phiêu bạt thì cũng chẳng đúng, mà có thể là do điều kiện kinh tế, rồi do những cái vấn đề mình muốn là cải thiện đời sống gia đình và có tư duy suy nghĩ về làm kinh tế, nên Thắng muốn đi xa hơn. Thắng thì gốc là học bên lực lượng vũ trang giống bố mình luôn, học công an, và hiện nay thì em trai cũng học công an luôn và hiện nay đang đang công tác trong lực lượng vũ trang. Nên là nên nhớ rằng là nhà Thắng là ba đời ăn củ chuối và có thâm niên trong cái việc là làm trong các cái lực lượng vũ trang của nhà nước. Do đó thì khi học ra trường, Thắng học tại Hà Nội, và ra trường thì vì cái tâm lý muốn là mở mang đi ra đi xa và đi những cái nơi mà mình có thể là hiểu biết hơn, nâng cao cái kiến thức của mình nhiều hơn, thì Thắng bắt đầu với cái suy nghĩ là sẽ không về lại quê mình để làm công an nữa, tức là để làm trong lực lượng vũ trang nữa, mà xin ở lại ở Hà Nội. Giai đoạn Thắng ra trường là năm 2005 07. Trong cái giai đoạn 2005 07 thì khi ra trường á thì Thắng muốn là ở lại một cái đơn vị nào đó ở Hà Nội để có thể làm việc. Thì đó cũng là tâm tư và nguyện vọng của rất nhiều những bạn trẻ giống ở cái tuổi đời đó, và hiện nay cũng vậy thôi, đều muốn bám trụ lại thành phố để có thu nhập tốt hơn, để có thể là nâng cao cái khả năng của mình hơn, và một phần nào đó thì cải thiện cái điều kiện kinh tế của mình, rồi sau này thì của gia đình mình. Thì Thắng cũng vậy thôi. Và Thắng đã xin lại được ở lại Hà Nội, một trong những cái đơn vị hàng đầu của lực lượng vũ trang, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an. Ở Hà Nội thì anh chị và các bạn biết cục này ở đâu, và ở thành phố Hồ Chí Minh thì sau này Thắng sẽ kể anh chị và các bạn nghe. Thì cái câu chuyện nó bắt đầu từ câu chuyện là khi ra khỏi thi thi khi học xong lực lượng vũ trang thì nguyên lý là Thắng là người của địa phương, của tỉnh Thanh Hóa, thì sẽ được trả về địa phương. Nhưng mà Thắng đã dùng một biện pháp nói chung là cố gắng hết mình trong quá trình học tập. Thắng nhận được khá nhiều bằng khen của Bộ Công an trong giai đoạn Thắng học, cũng như là giấy khen của trường, rất nhiều những cuộc thi Thắng đã tham gia. Gần như trong cả một cái giai đoạn gọi là đi học thì Thắng ít khi là chơi bời lắm, mà được gọi được 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 lớp của mình coi là một trong những cái mọt sách, những tay mà gọi là xưa nay ít. Trên cái thư viện của trường Thắng thì những người quản thư ở như thư viện khá là quen mặt với Thắng, mà gần như không cần phải ghi ghi cái việc là Thắng mượn sách gì, gần như Thắng vào thì cứ vào đọc thôi rồi trả. Và cơ bản thì các cô các chú đã quá hiểu mình, cũng như quá quen mình rồi. Mình thường xuyên đọc Hồ Chí Minh toàn tập, Mác Lênin toàn tập. Có thể Thắng không đọc hết tất cả các trang, nhưng gần như cuốn nào Thắng cũng đã từng xem qua. Có nhiều lý do để Thắng làm điều đó. Lý do là bởi vì thực ra Thắng nghĩ rằng là cái câu chuyện học trong lực lượng vũ trang thì ngay từ ban đầu nó đã là có một cái tư duy, tức là cái việc học không không thực sự hiệu quả, cái việc dạy cũng thực sự không hiệu quả, mà đôi khi nó có một chút chút gì đó nó hơi hơi có phần tiêu cực. Do đó để mở mang kiến thức thì mình buộc phải tự tìm học. Thời kỳ đó thì tạp chí Cộng sản thì đọc hàng ngày, báo Nhân dân, rồi các loại tài liệu giống như Thắng vừa nói, kinh pháp luật, nhà nước về pháp luật, rồi các cái trang web trên mạng ít người tìm hiểu, thì Thắng tìm hiểu rất nhiều về các vấn đề về chính trị, về lịch sử, và Thắng đọc khá là sâu vào trong lịch sử của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản. Đó là lý do tại sao Thắng trao đổi và chia sẻ với anh chị và các bạn về những cái vấn đề liên quan đến xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa khá là đúng và trúng. Thậm chí những cái lý thuyết, những cái khái niệm rất là cơ bản về kinh tế học của chủ nghĩa Mác Lênin hay là kinh tế học của tư bản, Thắng học rất là đọc rất là nhiều.
Cũng một phần lý do nữa là bởi vì do cái tinh thần là cố gắng để có thể có được những cái thành quả trong học tập, cũng như là câu chuyện được phong hàm vượt cấp khi mà ra trường và muốn được kết nạp đảng ngay từ khi đang học ở trường, nên cái quyết tâm đó làm cho Thắng máu máu lửa hơn trong câu chuyện tìm hiểu và cố gắng trong cả chuyên môn và trong cả những cái vấn đề gọi là phấn đấu trong trường. Ra trường thì không may mắn được như những gì Thắng mong muốn, cái kết nó đến được nó không như những gì mình kế hoạch, tất cả mọi thứ nó đều đi sai với những kế hoạch. Đảng cũng không được kết nạp trong trường, mà phong hàm vượt cấp thì cũng không. Nhưng có một thứ Thắng được trong cái kế hoạch của mình, đó là chia sẻ thực sự luôn với anh chị và các bạn, đó là Thắng đã xin được ở lại Hà Nội. Giống như Thắng vừa nói, đó là ở một đơn vị lực lượng vũ trang, nếu như những anh em trong ngành hiện nay đang làm ở các địa phương thì vẫn thấy đơn vị đó là một trong những cái đơn vị đáng để làm và nó có nhiều tiềm năng phát triển. Nhưng buồn thay là Thắng chỉ làm được ở Hà Nội trong vòng, nói buồn thì cũng chẳng phải, bởi vì thực ra mình là người của lực lượng vũ trang thì sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Đảng, Nhà nước cần. Thắng đọc vanh vách những câu đó bởi vì Thắng là chính là người đọc trước cờ trong giai đoạn mà Thắng học ở trường. Thắng đứng trước cờ đọc tuyên thệ cho cả trường trong những buổi chào cờ, và Thắng cũng là những người khá là am tường về các vấn đề, không chỉ là đọc mà là hiểu về những câu nói đó nó như thế nào. Do đó thì khi bị điều động công tác đi phía Nam thì Thắng cũng chẳng mấy là quan tâm đến câu chuyện là nó sẽ như thế nào, chỉ là vác ba lô lên mà đi thôi. Lúc đấy thì giống như người khác thì ở cái lứa tuổi mới ra trường 20 tuổi, 21 tuổi thì bố có khi là phải dẫn đi, nhưng với Thắng thì không. Thắng đã khoác lên vai một ba lô, đúng một ba lô của ngành, ba lô màu xanh, và lên tàu Nam Tiến. Nam Tiến. Thắng sẽ kể câu chuyện đó với anh chị và các bạn trong ít phút nữa thôi. Nhưng mà Thắng kể tiếp cái việc là tại sao thì khi mà ở Hà Nội thì lại không đạt như vậy, không đạt như vậy và phải đi miền Nam, đi miền Nam. Lý do là bởi vì thực ra thì nhu cầu ở Hà Nội là có, nhưng thực ra cái việc tuyển thêm người ở đơn vị của Thắng, Thắng thì học bên lĩnh vực cơ yếu anh chị các bạn, cơ mật trọng yếu anh chị các bạn, cơ yếu trong trong một trong lực lượng vũ trang nó là đơn vị điện mật, tức là những văn thư tài liệu mật thì đi qua Thắng. Đó cũng chính là Thắng nào nói giữa câu chuyện, đó cũng chính là tại sao hiện nay Thắng thu thập thông tin, phân loại thông tin nào là tuyệt mật, là hỏa tốc, những thông tin nào quan trọng và phân loại được những thông tin nào đáng để nghe, đáng để học, thì nó nằm ở chỗ giai đoạn Thắng học lực lượng vũ trang. Đó thực sự là may mắn, không làm trong lực lượng vũ trang nữa, đã xin ra khỏi và đi làm kinh tế nhiều năm rồi. Nhưng những điều Thắng làm được, những điều mà lực lượng vũ trang cho Thắng được, đó là tính kỷ luật này, đó là khả năng về việc quản trị và kiểm soát thông tin này, khả năng thu thập và tập hợp này, các kiến thức về, thực ra thì cũng nhiều thứ là do Thắng tự học nữa, nhưng tất nhiên nó cũng một phần nào đó có trong trong cái câu chuyện là không phải ai học trong lực lượng vũ trang cũng có hết tất cả những thứ Thắng có, nhưng Thắng có rất nhiều thứ, đạt được rất nhiều thứ, và đặc biệt là khi Thắng làm với lực lượng cơ yếu thì khả năng gõ 10 ngón một tờ A4, gõ trong vòng 5 phút là chuyện có thể làm được. Bởi vì Thắng đã thi ở cái môn mở phách, tức là cái môn gõ đi, bảng điện, một cái tờ giấy đặt trước mặt hoặc là một cái cuốn 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 truyện đặt trước mặt, Thắng hoàn toàn không cần phải nhìn vào bàn phím cũng như là màn hình máy tính. Thắng chỉ nhìn vào cái cuốn sách và gõ liên tục trong khoảng 5 hay 10 phút gì đấy. Tùy thời bây giờ thì có thể là sẽ gõ chậm hơn so với lúc đang đi học, nhưng lúc đó thì Thắng khả năng gõ tốt như thế. Có những bạn của Thắng giỏi tới mức 3 phút họ có thể gõ bay một tờ A4 như vậy, không sai lỗi nào. Đầu tiên thì có những thứ Thắng học được, sau này nó cũng là những cái kinh nghiệm khi thấy là muốn nhanh thì phải từ từ. Có một bạn tên là Nhung ở Hà Tây, hiện nay thì vẫn là công an của tỉnh Hà Tây, một cái huyện nào đó thì Thắng không biết, Thắng còn không 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 cập nhật, lâu rồi không cập nhật. Nhưng bạn ấy gõ cực nhanh, siêu nhanh, và được coi là tớ thấy bàn tay của bạn ấy là đi rất là chậm, rất là chậm, rất là chậm luôn, nhưng nó đạt tới mức 3,3 phút mấy một tờ A4. Thực sự là nhanh lắm anh chị bạn, khi giảm trong 1 phút cho một tờ A4 là cực kỳ nhanh luôn. Và Thắng thấy rằng là sao nhẹ nhàng như vậy mà nó lại nhanh như vậy. Thì cái bí mật ở đây đó là không batch, batch, batch. Tức là khi chúng ta gõ sai hoặc là gõ dấu sai thì chúng ta phải batch lại, batch lại để gõ 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 cho đúng. Và thường như vậy chúng ta sẽ không nhìn liên tục vào cái gọi là cái cuốn sách ở phía trước mặt mình, mà phải nhìn vào màn hình và phải gõ lại, phải tìm cái batch. Và trong cái 10 ngón của chúng ta thì đưa ngón tay lên cái bách lại á, nó khó. Và đó là lý do mà bạn ấy đi nhanh,
Bài toán này sau này được ứng dụng rất tốt trong việc đầu tư kinh doanh. Chúng ta đi nhanh là đừng sai, tức là chúng ta đầu tư có thể lời ít chậm nhưng không bị lỗ, thì giảm thiểu cái việc lỗ, thua lỗ, thì chúng ta sẽ đến đích nhanh hơn so với rất nhiều người khác. Đó là câu chuyện thực sự mà Thắng đã học được và đã nghiền ngẫm được trong cái câu chuyện cuộc đời của mình. Để kế tiếp những cái câu chuyện mà Thắng đã từng trải qua, để như một buổi cà phê không có chủ đề gì để nói, thì, bởi vì Thắng đã nói quá nhiều chủ đề rồi, thì hôm nay Thắng sẽ nói những câu chuyện đời đời, những câu chuyện hàng ngày diễn ra và những trải nghiệm để anh chị và các bạn cùng cảm nhận và cùng trải nghiệm với Thắng. Có thể nó là một video hay, có thể là một video dở oẹc, anh chị và bạn xem cũng được, không xem cũng được. Nhưng Thắng vẫn muốn sáng thứ bảy chúng ta sẽ nói với nhau những điều thực lòng, chúng ta sẽ chia sẻ với nhau về cái chuyện đời, chuyện người. Tiếp tục với câu chuyện như vậy thì Thắng đi Nam, vào miền Nam. Thắng lên tàu đi và một mình vào miền Nam. Khi đó thì Thắng gặp một bác xe ôm. Vẫn là cái tâm lý, tức là có một phần nào đó khá là bỡ ngỡ, và Thắng đi về từ nhà ga ở thành phố Hồ Chí Minh về tới đơn vị của Thắng là 258 Nguyễn Trãi bây giờ. Thì đi lòng vòng mãi mới về tới nhà. Thắng không hiểu tại sao đi lại lâu như thế, và số tiền cho cái chuyến xe ôm đấy có vẻ là hơi mắc. Và về tới đơn vị thì Thắng bắt đầu với một cái niềm tin mới, đó là một vùng trời đất mới, vùng đất mới. Khi làm trong lực lượng thì cũng nhiều vấn đề lắm, có nhiều thứ, và Thắng luôn là những người muốn học học lên, và nhiều những biến cố trong cuộc sống đã khiến Thắng nghĩ ra rằng là mình cần phải ra ngoài để làm kinh tế. Và Thắng bắt đầu bước ra ngoài làm kinh tế vào một ngày sau 2 năm công tác trong lực lượng tại cái chi nhánh. Hiện nay thì 258 Nguyễn Trãi vẫn có cục quản lý xuất cảnh đấy. Ở đấy thì bạn bạn hiểu của Thắng vẫn còn rất là nhiều, và bọn Thắng vẫn hay thường nhậu và cà phê với nhau. Có lẽ không ít không mấy người ra khỏi ngành, xin ra khỏi ngành mà giữ được mối quan hệ mật thiết với anh em ở trong đơn vị chặt chẽ được như Thắng. Thậm chí còn quan hệ rộng hơn nữa, ngoài ngành, ngoài nhớ nhiều những lực lượng khác ở các đơn vị khác hiện nay đang đóng quân tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành khác, thì có vẻ là rộng rộng khắp hơn. Khi biết được rằng Thắng đã từng là người của đơn vị lực lượng vũ trang thì rất nhiều anh em, rất nhiều các chú đã liên hệ và làm quen, cũng như là đã thành bạn hữu của Thắng. Nên thông tin về những vấn đề liên quan đến cuộc sống thì khá là nhiều, Thắng khá nhiều thông tin. Có cái có thể public với anh chị của bạn, có cái thì không. Thắng có nguyên tắc rồi, cái gì Thắng cũng cân nhắc, đánh giá, đưa ra được cho anh chị và bạn, Thắng sẽ đưa nếu hữu ích cho cộng đồng. Còn những vấn đề nào liên quan đến thông tin tuyệt mật hay là hỏa tốc, hay là những vấn đề liên quan đến đến những lãnh đạo chỉ đạo mà nó có tính gọi cơ mật trọng yếu, giống như những cái gì Thắng được học, được dạy, thì chắc chắn anh chị và các bạn có cậy mồm thì cũng không thể nói được. Tất nhiên, cái đó làm cho Thắng có những nhận định, những đánh giá, những cái góc nhìn về thời cuộc nó đúng hơn, nó trúng hơn, nó phù hợp hơn. Để kể tiếp câu chuyện của Thắng khi bước ra vào tháng 10, 15 tháng 10 năm 2009, Thắng chính thức là rời bỏ lực lượng vũ trang, từ bắt đầu là từ năm 2003 lẻ 5, 2003 lẻ 5, thì đến tháng 10 năm 2009, sau một khoảng thời gian cũng gần gần 6 năm, 5 6 năm gắn bó với lực lượng vũ trang, thì Thắng nghĩ. Và khi nghĩ thì một bàn tay và chẳng có gì. Chính thức là có 30 triệu tiền tiền bảo hiểm xã hội xuất ngũ, được lấy bảo hiểm xã hội. Khi lúc đó thì xuất ngũ thì lực lượng vũ trang không đưa cho sổ bảo hiểm mà cho lấy tiền. 30 hay là 50 triệu gì đấy, Thắng không nhớ lắm. Thắng không nhớ lắm, lâu lắm rồi. Nó 10 năm rồi anh chị bạn, 10 năm rồi. Năm nay là 2020, 11 năm rồi. Thời điểm đó thì ra trường, bắt đầu tháng mới bắt đầu đi học lại là Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, vừa học vừa làm. Và đến tận 15 tháng 10 năm 2009 là Thắng bắt đầu mới đi học, thì đến 15 tháng 10 năm 2014 kết thúc cái khóa học năm 2013 đầu 2014, Thắng mới có bằng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là những gì Thắng có. Ngành của Thắng học thì không phải là đầu tư, phân tích đầu tư, mà lại là một cái ngành khá là ngành quản trị kinh doanh xuất nhập khẩu anh chị và bạn. Ngành quản trị kinh doanh xuất nhập khẩu. Sau này thì gần như những kiến thức Thắng có đều từ trải nghiệm cuộc sống cũng như tự học. Tinh thần tự học là rất quan trọng, và đến nay thì Thắng có thể chia sẻ với anh chị và các bạn, hiện nay có những người có con trong đang 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 học, đang ở độ tuổi đi học, thì Thắng có một lời khuyên rằng là việc mà thiết lập cho con
một cái thói quen về cái khả năng đọc cũng như tự tìm hiểu nó quan trọng hơn rất nhiều so với câu chuyện đó là đạt điểm cao. Nếu con anh chị và các bạn đam mê đọc, đam mê tìm hiểu và nghiên cứu, đam mê giải quyết các vấn đề tự lập ngay từ nhỏ thì nó sẽ là nền tảng cho con anh chị và các bạn có thể làm được bất cứ thứ gì nếu muốn. Minh chứng là Thắng đã làm được những thứ mà không phải ai cũng có thể làm được, không phải ai cũng có thể hiểu được mọi chuyện thực sự là sâu sắc để diễn đạt lại cho người khác hiểu được như Thắng. Đó là một trong những thứ không phải Thắng tự hào về tiền bạc nhiều, hay là không phải tự hào về những cái thứ mà mình đạt được trong vấn đề của cải, mà Thắng tự hào rằng Thắng có thể làm được những điều mà thậm chí ngay cả những giáo sư của các trường đại học kinh tế đôi khi giảng anh chị và các bạn, hay đôi khi chia sẻ anh chị và các bạn cũng không hẳn là hiểu được, giống như Thắng nói. Nó rất dân dã, nó rất đời. Nhưng câu chuyện dân dã và đời đó phải hiểu được sâu sắc của bản chất vấn đề, anh chị và các bạn cũng mới có thể sử dụng những ví dụ minh họa để nói và giải thích vấn đề dễ hiểu được như vậy. Chứ không phải anh chị và các bạn hiểu nông nông mới có thể nói được. Thắng nghĩ là như vậy. Không biết có đúng không? À, nếu mà anh chị và các bạn cùng cảm nhận như thế thì cho Thắng biết. Cho Thắng biết. Tiếp theo là như thế nào anh chị và các bạn? Tiếp theo tức là khi học, trong quá trình học thì Thắng đã lăn lộn qua rất nhiều nghề. Thực ra cái thời điểm mà lăn lộn qua rất rất nhiều nghề giúp Thắng hiểu được rằng những cái nghề trong cuộc sống khó, kiếm được đồng tiền khó. Khi Thắng xin nghỉ ra khỏi ngành, Thắng nghĩ rằng là trong ngành Thắng làm được nhiều thứ, Thắng có bằng khen, Thắng có những thành tích gọi là khá là nhiều những thành tích trong lực lượng. Trong quá trình đi làm công tác cũng đạt được rất nhiều những thành quả. Thậm chí Thắng là người nhập để cấp thẻ APEC, cấp thẻ doanh nhân, cấp thẻ gọi là miễn thị thực cho doanh nhân chính Thắng giai đoạn 2000. Nói chung con số thì Thắng không không public anh chị bạn được. Giai đoạn Thắng là người chính là người làm cái chuyện đó để biết được rằng là những vấn đề ở tuổi khá là nhỏ Thắng đã làm những việc, những vấn đề liên quan khá là phức tạp. Tất nhiên là vì cái tính phức tạp của nó nên là nó làm cho mình được tiếp xúc sớm với tiền bạc, được tiếp xúc sớm với doanh nhân, được tiếp xúc sớm với câu chuyện làm kinh tế, được ngồi cà phê với những người có nhiều thành công trong các hoạt động đầu tư kinh doanh và cũng như là thành công trong câu chuyện làm ăn kinh tế với nước ngoài. Bởi vì cấp thẻ doanh nhân cho những người đó là những người mà có sự xuất nhập khẩu, có làm ăn kinh doanh khối lượng lớn với nước ngoài thì mới được cấp thẻ doanh nhân APEC, là cái thẻ visa miễn thị thực của các nước thành viên trong khối APEC. Nên là Thắng bắt đầu manh nha tư tưởng làm giàu, và khi bước ra khỏi lực lượng vũ trang thì nghĩ rằng làm giàu quá dễ, nó dễ. Công việc đầu tiên Thắng làm đó là nhân viên phát triển thị trường của cái FPT Telecom, mà cái mảng đó là mảng cáp quang anh chị và bạn. Vì cũng là cái cơ duyên, cái cáp quang đó dẫn Thắng vào rất nhiều các cái ngân hàng, các khách sạn lớn và đặc biệt là các cái sàn chứng khoán, nơi mà kết nối internet cần với tốc độ cao, những cái đường truyền tốc độ cao. Và Thắng đã bén duyên với thị trường chứng khoán từ ngay những ngày đầu tiên bước ra khỏi ngành lực lượng vũ trang, với số tiền nhỏ nhoi và số vốn tích lũy của bố ở quê đâu đó 400-500 triệu gì đấy, đã cả một đời của ở cụ tích lũy được. Thắng đã ném không còn xu nào vào thị trường chứng khoán giai đoạn 2009-2012, cũng chính là giai đoạn bắt đầu của thị trường giống như hiện nay, gần giống như hiện nay, gần giống như hiện nay. Nếu nói đúng thì nó phải là từ 2008 đến 2012, nhưng Thắng bắt đầu tiếp cận với thị trường chứng khoán vào khoảng trước khi có quyết định xuất ngũ 15 tháng 10 năm 2009, thì Thắng tham gia thị trường vào tháng 4 năm 2009, một trong những giai đoạn mà kiếm ăn rất dễ, rất nhanh và rất là dễ làm giàu. Từ 2 tháng 4 2009 đến tháng 10 2009, 6 tháng làm giàu không khó, chỉ có chó mới không biết làm giàu. Thực tế Thắng đã làm giàu quá nhanh và mình nghĩ rằng là quyết định nghỉ khỏi công an của mình thật sự là vĩ đại, thật sự là uyên bác. Có một người anh của Thắng cùng quê đã từng phát biểu như thế này: giàu sớm không tốt đâu em. Thắng không hiểu câu đó đến khi đến ngày sau này Thắng không còn một xu dính túi nào, phải bắt đầu với những công việc bình thường, bình dị nhất của cuộc sống thì mới nhận ra rằng là giàu sớm không hề tốt một chút nào. Có tiền sớm không hề tốt một chút nào. Bởi vì chúng ta ảo tưởng về sức mạnh của mình. Thắng đã từng trải qua cái tình trạng như vậy. Bước sang những năm 2010, 11, 12, rất nhiều những vấn đề. Tại sao Thắng có động lực để tìm hiểu mà mạnh như vậy? Là bởi vì Thắng có một cái, không chỉ là cái khả năng tự tìm hiểu, mà Thắng có một động lực
đó là phải lấy lại được những gì mình đã mất. Đó là thứ mà Thắng có thể học trong một năm bằng các bạn sinh viên học trong 4 năm. Thắng học những thứ mà sinh viên không được học, Thắng đọc những thứ mà sinh viên chưa bao giờ muốn đọc. Bởi vì Thắng không đọc bởi vì điểm dạng điểm, mà Thắng đọc vì vì Thắng muốn lấy lại tiền trên thị trường. Thắng muốn lấy lại tiền trên thị trường. Suốt những năm Thắng vừa học vừa đi làm và hết tiền, bị mất tiền trên thị trường chứng khoán giai đoạn 2010, 11, 12. Bước sang từ 2011, 12, 13, 14, trong những năm Thắng đi học tại chức Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Thắng phải làm rất nhiều nghề, từ bảo vệ, trông xe, rửa bát, làm quán, rồi làm bán hàng đá đá granite, rồi bán đá nhân tạo, rồi bán chăn ga gối đệm, rồi bán đủ thứ, bán được tất cả những gì bán, trừ một thứ không bán, đó là bán thân, chưa bao giờ bán. Vâng, và bắt đầu câu chuyện nó có vẻ thú vị hơn ở chỗ, tức là Thắng đọc rất nhiều thứ, rất rất nhiều thứ, gần như tuần nào Thắng cũng ra nhà sách, tuần nào cũng mua sách, và đọc những thứ để làm giàu chứ không phải đọc những thứ để thi được điểm cao anh chị bạn. Thắng đọc quá nhiều thứ về kinh tế vĩ mô, đọc rất rất nhiều thứ, những cái liên quan đến những cái ví dụ như toàn cầu hóa như nào, rồi thế giới phẳng như thế nào, rồi tùm lum cả về các vấn đề liên quan đến câu chuyện tại sao lại có cái sự gọi là chênh nhau giữa quả chuối ở Việt Nam bán có 5.000 mà ở Mỹ thì bán 3 đô, ví dụ thế, 150.000, hơn hơn 3 đô, 60.000, 70.000, xin lỗi như các bạn. Bây giờ thì có khi quả chuối ở Mỹ bán 150.000 thật. Đấy, Thắng tìm hiểu lý do tại sao nó lại có cái câu chuyện đó, rồi Thắng tìm hiểu rất nhiều những thứ sâu hơn về những cái mô hình, những cái giải pháp về sử dụng phương pháp định lượng, rồi những cái rất nhiều những mô hình của cái giai đoạn đó, thì có thầy Lê Đạt Chí, một trong những thầy mà sử dụng rất nhiều các mô hình để đầu tư chứng khoán, không biết có thành công không. Có thể thầy nghe video này thì thầy sẽ biết được rằng là giai đoạn đó là giai đoạn mà sự nổi tiếng của thầy Lê Đạt Chí, là một trong những người mà gọi là nói chuyện về chứng khoán rất là nhiều, và Thắng Thắng đã từng ngồi ở một cái giảng đường của chính quy để nghe thầy giảng ở ngoài cái hội trường của trường Đại học Kinh tế cơ sở B, hiện nay đã đập đi, đang xây mới rồi. Nhiều, và gần như tất cả các thư viện ở thành phố Hồ Chí Minh, của các trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh và những thư viện của các quận, Thắng đã từng ngồi để nói để anh chị và các bạn biết được là cái sức chiến đấu và khả năng tìm hiểu của Thắng là không có giới hạn, chắc chắn điều đó. Thắng biết được rất nhiều những thư viện các quận, ví dụ như thư viện quận 5 rất là thoáng mát, rất là đẹp. Thư viện quốc gia ở ngay chỗ quận 1, thư viện quốc gia một trong những thư viện trung tâm siêu đẹp, siêu yên tĩnh và rất là đáng để ngồi đọc đọc sách, nhưng mà ít anh chị và các bạn để ý tới, thậm chí cả những sinh viên chưa chắc có để ý tới. Rồi thư viện của trường Đại học Kinh tế Luật Thành phố Hồ Chí Minh, rồi cả những bãi cỏ rất đẹp của làng đại học, đó là những thứ mà chỗ mà Thắng đã từng ngồi, đã từng đọc. Tại sao Thắng nói rằng là hàng trăm cuốn sách đã từng đi qua tay Thắng, hàng nghìn cuốn sách, cuốn báo đã được Thắng gọi là xem qua, bởi vì báo thì Thắng đặt theo 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 ngày, nên là quá nhiều báo đã đi tay qua Thắng, đó là báo Đầu tư Tài chính, rồi Thời báo Kinh tế Sài Gòn, rồi rất nhiều các loại báo khác liên quan đến kinh doanh. Có một điều mà nó khác biệt, nó khá thú vị, cũng như là câu chuyện chia sẻ, đó là ngày khi còn làm công an thì tạp chí Cộng sản, báo Nhân dân, các loại liên quan đến chính trị đọc nhiều. Nhưng từ khi làm kinh tế, các cái báo đấy gần như lu mờ, không bao giờ đọc tới. Toàn là bạn đọc báo Cà Phê Ép, Nhà Đồng Hành, báo Giấy, Đầu tư Tài chính, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, rồi Thị trường, rồi các thứ linh tinh. Rồi những cuốn sách, sách viết về kinh tế, sách viết về làm giàu, cả sách về phát triển động lực. Nhưng có phần hình như cái động lực thúc đẩy bằng sách động lực nó không có nhiều tác động đối với Thắng lắm. Bởi vì thực ra Thắng có cái nguồn động lực khác, nên sách về thúc đẩy động lực Thắng không đọc nhiều, hình như là ít lắm, vài cuốn thôi. Và một điều Thắng nhận ra rằng là sách nó có giá trị rất tốt đối với những người muốn mở mang tầm nhìn, nhưng mà cái kết của cái việc đầu tư nó không phải là cái đến từ sách, nó đến từ sự trải nghiệm. Thắng đã cố gắng rất nhiều để có thể đứng độc lập ở bên ngoài, để có thể hiểu được thị trường tài chính, để có thể đầu tư thành công, nhưng Thắng đã làm không được. Đến tận năm 2014, Thắng đã có một quyết định khác hoàn toàn so với trước đó, tức là không đứng phía ngoài nữa, mà Thắng nhảy vào tâm của thị trường, vào trái tim của thị trường. Đó là Thắng quyết định nhảy vào đi làm đúng một người làm nhân viên môi giới, và xin vào phòng phân tích của công ty chứng khoán để làm. Đến từng doanh nghiệp cùng với nhóm phân tích
để nghe họ nói và họp từng cái đội hội của đông của các doanh nghiệp ở Dinh Độc Lập rất nhiều, GAT, PVD, rồi Vinamilk, rồi Hoàng Anh Gia Lai, BIDV, tất cả những doanh nghiệp lớn. Hiện nay mà anh chị và các bạn biết, Thắng đã họp đại hội cổ đông với họ không năm này thì năm khác, đã từng họp đại hội cổ đông. Và điều đó đã khiến cho Thắng nhìn ra một điều rằng cuộc chơi không phải là sách, không phải là sách, đi vào gần đến trái tim của thị trường, hiểu được bản chất, hiểu được chu kỳ, hiểu được bản chất gốc của vấn đề thị trường tài chính kinh tế Việt Nam, thì Thắng nhận ra rằng phải tìm một giải pháp khác, tìm một giải pháp khác. Và video về câu chuyện tôi đã kiếm 1 triệu đô như thế nào trên kênh vẫn còn, anh chị và các bạn xem để nối tiếp cho video này. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn, bởi vì trời nó mưa rồi anh chị và các bạn. Anh chị và các bạn nhớ xem là tôi đã kiếm 1 triệu đô như thế nào bằng cái giải pháp khác. Thân chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn.